Anh em nhà cũng đi đang bán cây S770 Sam đã cài sẵn và tặng bộ style Samler theo vần. Cái đàn còn rất là đẹp, chức năng hoàn hảo luôn, bảo hành cho cái khách 3 tháng khi mua đàn tại nhà cũng đi. Nên là review toàn bộ cái đàn S770 còn rất là đẹp cho anh em. Cái đàn này được chủ nhân cũ dán ni lông rất là cẩn thận. Anh em có nhu cầu mua bán và trao đổi đàn thì liên hệ qua số điện thoại 0355 894 472 nhà cũng Hải Phòng, gần quốc lộ 10 chạy ra cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hỗ trợ trả góp luôn nhé. Anh em ở các tỉnh lân cận chúng ta có thể đến cửa hàng để mua trả góp, thủ tục thì rất là nhanh gọn, căn cước công dân và không nợ xấu. Anh em có nhu cầu mua bán thì liên hệ qua số điện thoại 0355 894 472. Xin nhắc lại 770 rất là đẹp.